willing to count sheep. Hello, chào bạn. Trước mắt các bạn đó là bộ trang phục vô cùng đáng yêu của vị tướng Zuka, đó là gấu nhồi bông em ơi. Một bộ trang phục bậc S đã về máy chủ mặt trời đồng quân bay Việt Nam với giá rất rẻ, 379 quân huy. Bộ trang phục này với những tính năng đặc biệt như gấu nhồi bông, bông nhồi gấu, tạo hình dễ thương lớn hơn 9.000, âm hiệu lười nhác, dễ cưng và giọng nói thì rất đáng yêu. Ok, khi anh em mua combo thì giá sẽ rẻ hơn nhá. Combo cả tướng và trang phục là 517 quân huy. Nếu anh em có tướng rồi thì phải bỏ ra 265 quân huy để sở hữu cái bộ trang phục gấu nhồi bông này. Rất rẻ em ơi. Mình nghĩ anh em yêu thích Zuka thì nên mua cái bộ trang phục này nha. Hey, I want these two bedtime stories. Một bộ trang phục chắc chắn là hiệu ứng kỹ năng rất đẹp và mình sẽ sang phần review hiệu ứng kỹ năng ngay sau đây. Ok, sang đây phần review hướng kỹ năng của bộ trang phục gấu nhồi bông. Bông nhồi gấu vô cùng dễ thương của Zuka em ơi. Đó, các bạn có thể thấy ngoại hình thì rất là dễ thương rồi. Một chú gấu Zuka rất béo và chui vào trong cái bộ đồ gấu bông. Ok, bộ đồ thú nhồi bông em ơi. Và chúng chính là thú nhồi bông con gấu luôn. Anh em có thể xem những video clip trên mạng rất nhiều về những chú gấu nhồi bông đi phát tờ rơi. Còn đây chúng ta là gấu nhồi bông đi đánh răng hay là đi cái bàn chải này, là bàn chải đánh răng hay là bàn chải vệ sinh gì đấy em ơi. Các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục này là màu vàng xanh nhá, với hiệu ứng bọt nước rất đẹp đấy. Ok, Zuka Dioma tim bạn có xíu máu nhưng nó phát hiện ra mình rồi, rất đáng tiếc. Ok, và hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Zuka phong cách núp lùm thần trưởng em ơi. Cái phong cách này rất mạnh. Đó. Rồi, gỡ lại một mạng cho team. Cầu kỹ năng thì chủ đạo đó là màu xanh kết hợp màu vàng em ơi. Màu sắc thì nó kiểu màu rêu ấy em ơi. Đấy, rất đẹp. Một bộ trang phục bậc S mà giá lại rẻ như thế này thì mình nghĩ anh em nên mua nhá. Đấy, đấy, đấy. Rồi, các bạn thấy chưa? Đánh ra bọt nước nhá, chứ không phải bắn ra lá tre như kiểu những bộ trang phục khác của Zuka đâu. Đấy. Ok. Các anh em chắc thấy rõ kiểu kỹ năng trang phục này rồi. Khác biệt rất nhiều cho với cái trang phục mà các trang phục trước. Rồi, chỉ đợi cái có level 4 mình sẽ review anh em cái hiệu ứng trước cuối nhá. Zuka xấu quát dậy, trời ơi dễ thương thế này mà kêu xấu kìa. Ok, có bạn xấu thì có này thì chê xấu, này thì chê xấu này. Gõ ngu người em ơi, được cái máu phải biến về rồi. Rồi đi mà, đập luôn. Đấy. Cũng được cái máu phải biến về rồi em ơi. Ok, có lẽ là dù Ryoma thì bạn không biến về thì mình sẽ tiếp tục đi rút đùm thần trưởng nha. Rồi bùa xanh ra thì có lẽ là Ryoma sẽ di chuyển ở đây, biết ngay mà. Rồi đây, rồi di chuyển ở đây. Ok, một phát gọi là một phát đấm lát người của bùa xanh đã tiêu diệt được Ryoma team bạn và mang về mạng thứ hai cho mình, rất tuyệt vời. Ok, và đánh này vừa 4 rồi, xem trước cuối nó có hiệu kỹ năng đẹp như thế nào nhá. Rồi thì là mình bị phát hiện rồi, có lẽ là sẽ đợi đây một chút xíu để tìm bạn di chuyển lên một chút xíu nhá. Mà rất tiếc là bị phát hiện. Ok. Là một bộ trang phục vô cùng dễ thương của Zuka. Gấu nhồi bông, bông nhồi gấu em ơi. Ok đây rồi,
con một của mình đây rồi. Chiều cuối, wow, trời tuyệt vời như vậy. Ôi xin thốn quá. Rồi, các bạn thì thấy hiệu ứng kỹ năng của chiều cuối chưa? Rất đẹp, đó là hình hoa hướng dương như cái hình ở trên đầu, đeo trên đầu gấu Yuka của chúng ta đây anh em ơi. Và trang phục này không có hiệu ứng biến về rồi. Hoa hướng dương anh em ơi, hoa rất đẹp. Mặt trời của bé em ơi, hoa kiểu đấy đấy. Ok, phong cách rất là dễ thương dành cho các bạn baby. Rồi thần chết. À, hai bạn. Ok, hai người chắc là mình không đánh được đâu. Đợi đồng đội đến vậy. À, nhưng mà Nakroth thì mình lại đi cướp bùa xanh. Thì này, Ryoma thì còn xíu máu. Thôi không đánh được rồi. Ok, và hôm nay mình sẽ vẫn tiếp tục lên trang bị của Yuka như hôm trước nhá. Sẽ là một đồ thương xuyên phá, sau đó là cái áo choàng băng giá, rồi những đồ xuyên giáp và đồ xuyên giáp và kiếm Monamasa anh em ơi. Đó là hai đồ xuyên giáp cơ bản của Yuka đó. Và trận đấu này team bạn sát thương phép khá nhiều, thành ra là mình sẽ lên cái huân chương choi sớm nhá. Ở những món đồ chống chịu thì anh em lên theo trận đấu, nếu team bạn nào nhiều sát thương nào trước thì chúng ta lên trước nhá. Ok. Rồi, rất đẹp và hiệu kỹ năng rất tuyệt vời. Dậu mông phải, mặc dù gấu rồi bông rồi gấu rất nhẹ, nhưng mà cái phát dậu mông này, lện mông từ trên trời rơi xuống này thì vẫn rất thấm anh em ơi. Rồi, chắc chắn cá chết rồi. Mình rất cơ động và truy sát rất dễ luôn. Ok, chiều cuối nữa đây. Rồi Natalia team bạn di chuyển này, phát này chết này. Ok, đấy. Nghe các bạn có thể thấy phong cách núp hùng của Yuka rất mạnh. Ở cái combo thì mình đã trình bày anh em rồi. Chiều 2 ra đánh thường, chiều cuối rồi đánh thường, chiều 1 đánh thường, chiều 1 đánh thường, truy sát. Thế là lên bảng điểm số ngay lập tức. Các bạn cố gắng thực hiện combo thật nhanh nhá. Hoặc là anh em có thể, nếu mà khoảng cách xa quá không dùng chiều 2 đánh thường thì anh em dùng chiều cuối trước nhá. Sau đánh thường, rồi chiều 2 đánh thường, rồi chiều 1 đánh thường, chiều 1 đánh thường. Đấy, kết hợp đánh thường giữa các chiêu thức của Yuka. Ok, Ryoma chắc chắn chết rồi. Ở video clip này mình chỉ review cái trang phục gấu nhồi bông của Yuka, thành ra mình đánh thường nha em ơi. Và hiện tại cũng đã đêm khuya rồi, thành ra là nói nhỏ nhẹ chút xíu anh em thông cảm nhá. Ở sáng mai 6 giờ sẽ có clip cho anh em xem và review có quyết định mua bộ trang phục này không. Theo mình nghĩ là nên mua nhá, một bộ trang phục bậc S, hiệu ứng kỹ năng biến đổi hoàn toàn so với các bộ trang phục khác của Yuka. Và giá thì rất rẻ em ơi, quan trọng là cái giá rẻ thôi. Ok, hơn 200 quân huy, tức là tầm gần hơn 100.000 đồng này em ơi. Rồi, có mạng luôn kìa, huyền thoại luôn kìa. Ok, một mạng nữa thôi là thần thánh em ơi. Yuka hiện tại khá đẹp về cho với những vị tướng solo đường khác. Thành ra là mình nghĩ là trong phiên bản sau có lẽ là chúng ta phải tăng sức mạnh cho vị tướng Yuka để Yuka trở lại anh em chơi nhiều hơn. Chứ mua trang phục mà hiện tại tướng bị nép về cho những vị tướng đấu sĩ khác thì sự thì khá là mệt em ơi.
Azuka bây giờ chúng ta phải đánh mẹo đó là lúc nùm thôi, chứ thực ra đánh dao tranh thẳng mặt thì cũng rất là khó. Ok. Hôm nay nghỉ cuối tuần rồi, chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình thân thương và bên một nửa yêu thương của các bạn. Ok, chắc là anh em cuối tuần đi chơi với gấu hết rồi. Rất ít bạn có thời gian ở nhà video xem video clip của Mùa Việt đấy. Ok, chạy thôi. Rất nhiều sát thương từ Cali. Dám chê gấu Zuka xấu anh em ơi. Zuka gấu nhồi bông. Ở trong gấu nhồi bông là một con bông nhồi gấu. Ok, tên thì nó khá là vần và cũng khá là hài hước. Nhìn ngoại hình của bộ trang phục này thì nó đáng yêu và dễ thương và cộng hài hước rồi anh em ơi. Chắc chắn là các bạn gái chơi Zuka stick thì chắc chắn là mua cho bộ trang phục này rồi. Rất đẹp mà, rất dễ thương nữa. Đời, điều mà chết chắc nó mình chạy đâu qua. Wow. Đấy, tiết kiệm dùng chiêu cuối thôi. Thành ra là để điều mà team bạn nhảy ngược thì là thoát được pha đấy. Đó là đáng tiếc em ơi. Uầy, nhanh chóng phải lên cái huân chương choi sớm hay không. Kani bắn rất thấm. Rồi, Kani đang trận đầu Kani qua. Wow. Anh em chạy nhanh chứ nhở. Hiện tại team bạn đang chơi chiến thuật tử thủ ở trong trụ, thành ra là cái chiến thuật ở lúc luôn của mình đang không có hiệu quả. Lao vào thì rất là nguy hiểm vậy. Lao vào đây. Ôi trời ơi, team bạn chạy về hết rồi. Uầy. Thôi. May quá tí là lại bị mất trinh rồi anh em ơi. Quá nguy hiểm. Lao vào một pha gọi chung là không tới. Team bạn rút về trụ rất nhanh. Đây anh em thì thấy chiến thuật thủ trụ team bạn rất tốt với Kali. Trận đấu này Kali thủ trụ rất tốt và hiện tại vẫn chưa chết mạng nào và ăn 4 mạng. Đánh rất là tỉnh em ơi. Ok. Rồi phải cho team bạn combat thắng thì team bạn mới ra ngoài chứ. Để team bạn ở trong thì mình lấy gì mà đánh đây. Wow. Úp đùm đợi mình kìa. À, tí nữa thì bị bài lúc nùm lúc mà chơi trò gậy ông đập lưng ông rồi. Các bạn này chơi hơi hay đấy. Đồ luyện ngục ở đây chắc chắn không có ai. Wow. Uầy. Đã xấu rồi còn chạy nhanh như kênh em ơi. Rồi cá này, cá chết chắc này em ơi. Cá hoàn toàn có thể chôn cá với khả năng cơ động của mình. Và team bạn ra ngoài bị là cross team mình và Ryoma bắt hết sạch rồi. Chỉ còn mỗi Kali thôi. Mình Kali thì làm sao mà chống trụ được đây em ơi. Đẩy đằng giữa này bạn ơi. Rồi, cô bé xấu xí. Chiêu cuối này. Đó, chấm dứt được 400 vàng luôn. Ok, và có lẽ video clip mình sẽ kết thúc ở đây. Video clip review cái bộ trang phục gấu nhồi bông của Zuka. Một bộ trang phục bậc S giá rất rẻ và nên mua anh em ơi. Xin chào anh em và hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.